thì tô canh nấm đùi gà, nấm tuyết, nấm bạch tuyết với lại tàu hũ rong biển của mình. Và ở đây thì là món kho nấm đùi gà kho với tàu hũ. Đây là hai món thanh đạm cả nhà. Để có một nồi canh không cần nấu thịt hay là tôm, hải sản gì hết. Mình chỉ dùng những loại nấm nè. Nấm đùi gà, nấm bạch tuyết, nấm đông cô và tàu hũ. Với lại rong biển. Rau củ thì mình có một trái mướp nhà trồng đó. Với lại cà rốt, hành ngò làm cho nồi canh thêm mùi vị thơm ngon. Và cần thiết nhất nữa là các bạn biết cái gì không? Đó là sả bấu, người ta kêu bằng củ cải muối đó. Sả bấu này khi mà mình nấu lên nó sẽ tiết ra cái chất ngọt củ cải và chất mặn khi mà người ta ướp củ cải này nè, nó ra ngon lắm. Bởi vì mình tô canh mình không có cần xài muối, mình chỉ xài đường với bột ngọt thôi. Nếu nhà nào không ăn bột ngọt thì để đường, rồi chất ngọt của củ cải, củ mướp nó ra nồi canh nó rất ngon. Khi yêu thích cái cách nấu của mình, cả nhà cùng mình vào bếp nha, rất ngon cả nhà ơi. Nấm đông cô mình bắt một nồi nước lên đựng mình nấu nha cả nhà, nó cũng hơi dai. Mình bắt mình nấu. Còn sả bấu này thì mình bỏ vô nước mình ngâm nè, mình ngâm mình bóp. Còn rong biển mình cũng ngâm, mình ngâm mình rửa. Cả nhà thấy không? Người ta làm sẵn nhỏ nhỏ vậy nè, rất là gọn. Mình để một cái lượng dừa thôi, thấy vậy chứ nó nhiều lắm đó. Rồi, như vậy là nở nở ra là nhiều dữ lắm ngay cả nhà. Mình bóp rửa cái sả bấu nè cả nhà, bóp rửa nhiều lần. Để mình không bóp rửa gì á, hồi nó mặn dữ lắm đó cả nhà ơi. Mình thấy rong biển. Rong biển cũng đã nở rồi nè. Người ta cắt nhỏ nhỏ gì rất là tiện. Lúc trước mình mua cái cọng dài á, mình để một cọng nha, nó nhóc hết trơn luôn. Mình cũng rửa lại, rửa đi rửa lại nhiều lần. Thì vớt lên luôn. Nông cô mình cũng nấu xong. Cắt bỏ cái cùi đó. Rồi xong mình cũng bóp nữa. Nấm bạch tuyết mà mình cũng cắt mình rửa mình để cạnh rồi nè. Cũng rửa đi đây rửa lại hai ba lần.
Rồi tới nấm đùi gà. Nấm đùi gà này thì mình làm hai thứ nha cả nhà. Một là nấu canh, hai là kho tiêu. Ba cái đùi gà này mình làm một tô canh với lại kho một kho tiêu. Mình cho ở đây một chút dầu hành nha cả nhà. Lúc nào mình cũng xài dầu hành tại vì nó thơm dữ lắm. Mình phi cái hành đó rồi mình còn dầu để mình xài rất là thơm. Cho miếng tỏi vô. Rồi hầm người tỏi nó hòa quyện nó thơm. Tỏi thơm rồi mình để nấm vô mình xào. Bấu vô luôn nha cả nhà. Cái bấu mình cho vô trước vậy đó để mà nó ra cái nước ngọt. Còn nấm thì nó hơi bị dai, mình cho nó vô sớm luôn. Giờ mình để vô đây một lít nước. Rồi nước sôi rồi mình sẽ từng tự bỏ những món khác vô. Tiếp đến mình để nấm đùi gà với nấm bạch tuyết vô. Gà rong biển. Mình đem ở đây một muỗng đường nha cả nhà. Uống cà phê đường. Uống cà phê bột ngọt. Thì mình để cho nó sôi nhiều dạo rồi mình sẽ để cà rốt với mướp mình vô. Thì mình cho tàu hũ vô nha cả nhà. Tiếp đến là cho mướp vô luôn. Sau cùng mình để củ cải đỏ vô. Cải đỏ nó nhanh chín lắm, chút xíu là nó chín rồi. Giờ mình nếm một cái coi nó vừa không cả nhà. Tại vì cái hồi nãy mình để sả bấu nó miếng ít. Không biết mà nó có ra đủ cái độ mặn không. Vậy là mình nêm thêm một chút bột nêm nữa. Nửa muỗng cà phê bột nêm. Ở nhà mình thì ăn nhạt nhạt vậy đó cả nhà. Liều lượng thì mỗi nhà mỗi khác, thành thử nêm nếm đó là tùy cái gia vị đó, tùy mình gia giảm theo khẩu phần ăn của nhà nha. Bây giờ mình cho đây một chút bột năng vô.
đây, tàu hủ nè, nấm đông cô, nấm bạch tiết, nấm đường gà, trái mướp ở nhà chồng với rong biển. Nhà chồng còn có được 2 trái à. Chia cho thằng cháu 1 trái, còn 1 trái ở nhà ăn. Rồi rồi, canh mình cũng chín rồi, bây giờ mình để thêm một chút dầu mè vô nha cả nhà. Cho hành ngò vô. Rồi mình cho ở đây một chút dầu mè nữa. Đặc sắc luôn. Thơm lắm cả nhà ơi. Rồi canh không cần tôm thịt gì hết mà cũng đầy đủ dinh dưỡng nha. Rồi giờ mình xuống. Cho chảo lên mình cũng cho một dầu hành. Mình chiên chứ. Chiên nó sưng sưng rồi chứ không có chiên già nữa. Mình xài dầu hành này mình không có cần xài tỏi gì hết. Tàu hủ này mình chiên để mình kho cái nấm đùi gà nó ra cả nhà. Tàu hủ chiên kho chung với nấm đùi gà. Bây giờ mình kho, mình chiên đã vàng vàng rồi, mình để cái nấm vô. Mình cho ở đây một chút xìa nước tương. Một chút nước. Rồi, chút bột ngọt, một chút đường, và là một chút cái nào. Mình để lửa riu riu cho nó thấm nè. Thấm rồi mình xay tiêu mình để vô. Mình nêm một chút dầu hào á cả nhà. Trong lúc mình kho vậy nè thì mình xay tiêu nó. Xay tiêu nó cho nó thấm, nó vừa ngon, nó vừa cay cay, nó vừa thấm vô cái miếng đùi gà với tàu hủ. Rồi mình cứ để riu riu vậy đi. Cả nhà thấy ngon không? Bữa nay á, nhà mình cũng không phải là ăn chay gì hết. Lâu lâu mình đổi món, không có cá thịt mình cho nó ngon. Món ăn nó thanh đạm. Món nấm đùi gà với lại tàu hủ của mình cũng xong rồi. Bây giờ mình cho chút hành ngò vô và mình bắt xuống. Đây một miếng nấm đùi gà. Ngon quá cả nhà ơi. Mình thưởng thức luôn miếng tàu hủ nè. Vừa ăn, mình nêm ở đây một chút đường, một chút bột nêm với dầu hào. Rất là ngon.
chút bột ngọt nữa. Mình nấu mình để riu riu vậy đó, cái đùi gà nó mềm rất là ngon. Còn đây là cái miếng mướp nè, trái mướp ở nhà mình trồng. Cái canh cũng vừa ngon nữa, nó vừa dặn. Ở nhà không có ăn mặn, thành thử nêm dừa, nêm một miếng tàu hũ, một miếng rong biển. Miếng nấm bạch tiết. Miếng xà bấu nè. Mình nấu vậy rồi mình ăn luôn cũng được nữa cả nhà. Nó ngon lắm. Có nấm ruồi gà rồi, nó chạy ra mất tiêu rồi. Này không có. Rồi, xin chào tạm biệt cả nhà luôn nha. Chúc cả nhà mình ngày mới lúc nào cũng dồi dào sức khỏe và hạnh phúc gia đình. Xin chào tạm biệt. Xin hẹn video sau.